Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh truyền hình VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi là Thanh Liêm, người sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nén tâm nhang, tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ngày 25 tháng 1, hàng ngàn tăng ni Phật tử khắp mọi miền đất nước tiếp tục đến tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để viếng thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tang lễ của thiền sư Thích Nhất Hạnh được tổ chức theo nghi thức tâm tàng. Mọi người đến viếng ông trong sự im lặng kính trọng, mọi người đến viếng không hương hoa. Họ thắp nén tâm nhang, tưởng nhớ đến vị thiền sư mà mình kính trọng. Như đã đưa tin, sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, thiền sư pháp hiệu Trước Nhất Sau Hạnh, niên trưởng chú trì Tổ đình Từ Hiếu, đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, nơi người đã xuất gia cách đây 80 năm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sư ông Làng Mai, là bậc thầy hướng dẫn tâm linh có công hạnh hoằng hóa rộng rãi và ảnh hưởng sâu dày trên khắp thế giới. Thiền sư đồng thời là một nhà văn hóa, một nhà văn, một nhà thơ, một học giả, một sử gia và một nhà hoạt động hòa bình. Thiền sư được biết đến qua những buổi thuyết giảng công cộng cho cả hàng chục ngàn người và hơn 120 tác phẩm có giá trị. Trong gần 40 năm sống xa quê hương, thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những người tiên phong mang đạo Bụt, đặc biệt là pháp môn chánh niệm đến xã hội phương Tây và góp phần xây dựng một cộng đồng Phật giáo dưỡng thân cho thế kỷ 21 với gần 1.250 đệ tử xuất gia, hàng triệu đệ tử tại gia và hàng trăm triệu độc giả trên khắp Nam Châu. Tang lễ của thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng. Trong suốt thời gian đó, quý vị đến thăm viếng cùng thực tập chung với chúng tôi, tâm niệm cúng dường, để cho toàn bộ tang lễ diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Sau lễ trả tỷ, xá lợi sẽ được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây tháp. Lễ trả tỷ hỏa thiêu diễn ra lúc 7 giờ ngày 29 tháng 1. 23 tháng Chạp là ngày cúng tiễn ông Công ông Táo. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VTC14 thì tại nhiều nơi lại điều hưu khách mua đồ cúng khác với cảnh tấp nập như mọi năm. Nhiều tiểu thương cũng chia sẻ là sức mua của năm nay đã giảm từ 30 đến 50% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Khu vực bán vàng mã chợ Long Biên, Hà Nội, dù đa dạng về mẫu mã, màu sắc, tuy nhiên khá vắng vẻ người dân đến đây mua bán. Nhiều tiểu thương chia sẻ, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên sức mua vàng mã ngày ông Công ông Táo năm nay giảm từ 30 đến 50% so với thời điểm trước dịch. Người dân cũng lựa chọn các mặt hàng đơn giản, phù hợp với túi tiền, chứ không cầu kỳ như mọi năm. Ngày xưa là bán buôn nhưng bây giờ đa hồn là bán lẻ các cái chợ quanh đây này. Cái chợ Hôm, chợ Hiếc này người ta lấy lại, người ta lấy các chợ Đông Anh quanh đây, Gia Lâm, Gia Liếc này. Quanh đây người ta về ta lấy, người ta bán này. Ngày xưa đóng với các tỉnh mới được đắt hàng, bây giờ gọi là túc tắc. Giá thành năm nay thì đắt lên nhưng mà mẫu mã thì vẫn thế. Tại vì năm nay các cái túi này ngày xưa có 40, bây giờ 60, 70 nghìn cân, nó các cái thứ nó mỗi nguyên vật liệu đắt mỗi thứ một tí nữa. Đắt lên nhưng mà bán vẫn ít mà. Nếu mà so với sức mua của những cái năm trước mà chưa có dịch bệnh ấy thì nó phải giảm đến 60%, mà nó chỉ được tiêu thụ có 40%, mà hơn nữa là nó cũng những cái hàng mà nó kiểu xa xỉ thì người ta cũng không dám mua. Đấy, người ta chỉ mua cái hàng rất bình thường mà người ta cũng rất tiết kiệm về chi tiêu. Ông Công ông Táo thì nói chung là đấy là tín ngưỡng của người Việt mình, không thể bỏ được. Thế nên là người ta cũng làm những cái bộ xinh xinh nhỏ nhỏ thôi, chứ người ta cũng không làm to tát mà đẹp như mọi năm được. Do dịch bệnh nên là cái việc mà buôn bán của bà con kinh doanh cửa chợ là rất khó khăn đấy. Hầu như là cái lượng hàng hóa bán ra cũng như là nó giảm so với mọi năm rất là nhiều. Bà con kinh doanh chợ Long Biên cũng mong muốn là làm sao kinh doanh nó có hiệu quả, đúng pháp luật nhưng mà phải có hiệu quả. Gia đình chị Thái Thị Minh Loan năm nay làm lễ ông Công ông Táo gọn nhẹ hơn so với mọi năm. Ngoài mâm lễ cúng, đồ vàng mã cũng được chuẩn bị đơn giản, không cầu kỳ. Cái dịch bệnh nó đến thì cũng nói chung cũng rất là khó khăn, nhưng gia đình cũng rất là tiêm đất đầy đủ để đón một cái năm mới cho nó được đầy đủ theo như phong tục của người Việt Nam nhà mình. Hóa vàng thì là cũng ngồi đấy, tôi cũng phải ngồi đấy hóa từ đầu đến lúc nào xong thì là cũng dưới nước để cho dập tắt xong, rồi nước nguội thì là cho vào ly lông là buộc làm để gọn vào một chỗ để cho trừ là sợ cái tàn nó bay lên cao rồi nó sẽ bám vào một cái vật gì đấy nó bám dễ cháy thì nó sẽ bị cháy nổ.
Dịch Covid-19 khiến cho thói quen của người dân dần thay đổi. Với nhiều người, lễ cúng chỉ cần thành tâm ý nghĩa. Sang năm khi dịch Covid-19 được đẩy lùi, họ sẽ tổ chức lễ cúng đầy đủ hơn. Và bắt đầu từ 0 giờ ngày 25 tháng 1, dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức đưa vào khai thác 2 chiều phục vụ lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Tuy nhiên, nhiều tài xế khi mà đến nút giao Thân Cửu Nghĩa thì do không quan sát kỹ các biển chỉ dẫn nhập làn và hướng rẽ nên đã gặp lúng túng trước những ngã rẽ. Và một số tài xế phải dừng hẳn phương tiện để hỏi đường, khiến nút giao này bị ùn tắc khoảng 1 km. Theo đó, nhiều phương tiện không kịp chuyển làn để rẽ ra thành phố Mỹ Tho phải bắt buộc đi thẳng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đến thị xã Cai Lậy mới có thể quay đầu lại. Mặt khác, lối ra thị xã Cai Lậy và một số lối ra khác bị chắn theo quy định. Các tài xế chưa nắm được thông tin này buộc phải đi thẳng hướng Mỹ Thuận. Đến khu vực gần cầu Mỹ Quý thuộc thị xã Cai Lậy thì giải phân cách cao tốc được tháo dỡ. Giải phân cách này thì lưu động để giúp xe quay đầu về thành phố Mỹ Tho, trong khi cao tốc lưu thông xe hai chiều. Điều này thì lại gây nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến này. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cũng cho biết lực lượng chức năng vừa lắp đặt bổ sung thêm nhiều biển báo hướng dẫn đường cho các phương tiện giao thông ra vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cũng như là biển cảnh báo giao thông tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận để các tài xế, phương tiện đi đúng làn đường và đảm bảo an toàn giao thông. Vâng, những ngày cuối năm ở Lạng Sơn thì vẫn còn hàng trăm lái xe chở nông sản bị mắc kẹt tại các cửa khẩu biên giới. Trong khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, thì việc các tài xế rất là mong ngóng ngày trở về đoàn tụ với gia đình để đón năm mới. Ghi nhận sau đây của phóng viên VTC14. Dọc quốc lộ 1A từ thành phố Lạng Sơn lên các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị có nhiều điểm tập kết xe. Tại đó, hàng trăm chiếc container chở hàng hóa nông sản xếp hàng trực chờ hàng chục ngày để đợi thông quan. Mặc dù cách đây khoảng 15 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thông báo với Trung Quốc tạm dừng thông quan. Tuy nhiên, với những xe vận chuyển hàng nông sản từ phía Nam ra, vẫn hy vọng xuất được những chuyến hàng cuối cùng để vớt vát, giảm bớt thua lỗ. Có chứ anh, bây giờ cũng đang mong muốn là đi giả hết chuyến hàng, đi bán làm sao cho người ta hết cái chuyến hàng đi xong sớm để về với gia đình để lo cái Tết cho gia đình, gọi là cũng gọi là ổn ổn một tí, gọi là kiếm mấy cái bánh chưng cho vợ con ở nhà. Em chưa chuẩn bị tâm lý gì hết á, tới đâu hay tới đó à. Mỗi năm là ra khỏi chừng này là qua Trung Quốc là quay về lại thôi, là qua bỏ hàng về sớm, khoảng về tới nhà là 27 là về tới nhà thôi. Năm nay giờ còn nằm đây là chưa biết chừng nào về tới nhà thôi. Những người như anh Quỳnh, anh Lợi đã nằm tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh đã hơn 10 ngày nay. Điều kiện sinh hoạt khó khăn, ăn uống tạm bợ, khổ nhất vẫn là việc vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch nên các anh hạn chế tiếp xúc. Ngoài những lúc trên xe để kiểm tra hàng hóa, đối với những loại trái cây như thanh long, anh Lợi phải luôn đảm bảo nhiệt độ trong container phải luôn ở 2 độ C. Thời gian còn lại chỉ quanh quẩn trong phòng trọ. Mọi năm thì nó có thoải mái hơn, thì cũng có cây đào, cành đào, cây quất để cho mọi người, hay nào mình cũng có thế cho nó đấy. Nhưng năm nay thì chắc là cũng không có rồi chứ. Năm nay dịch bệnh khó khăn này, để đi hàng hóa đi Trung Quốc cũng không đi được, cũng chưa biết được. Có các cháu cũng đang mong lắm, hôm nọ gọi điện về các cháu, vợ con cũng mong về sớm để sắm Tết cho vợ con với các thứ. Chứ không bây giờ mình đi biển biệt đi suốt này thì cũng mong mình về. Thì các cháu bây giờ cũng bắt đầu lớn rồi, muốn bố về nhà đi cả năm rồi. Muốn về nhà với con với cái những ngày cận Tết này cho nó vui vẻ. Cũng xây nhà ra năm xây nhà, giờ nằm năm xây nhà nằm ở đây, năm tài xế. Cũng như em thôi, cũng nằm chờ chừng nào qua được bên Trung Quốc thôi. Vợ con điện liên tục với hỏi chủ hàng bỏ hàng chưa không à. Giờ nói giờ chưa qua được Trung Quốc lấy đâu bỏ hàng về. Trước hết là tuyên truyền các lái xe khi ở lại thì đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chúng tôi sau khi đã có số lượng thì chúng tôi sẽ bố trí các anh em ở lại đón Tết Nhâm Dần, về nơi ăn chốn ở là đảm bảo đầy đủ. Nhất cái thứ hai là về lương thực thực phẩm cũng như là những bữa cơm đón Tết đầy đủ theo phong tục cổ truyền của người dân Việt Nam.
Do cửa khẩu vẫn chưa thông quan, một lượng lớn người và xe vẫn phải đang nằm chờ. Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên đã thống kê lên phương án cho số lái xe phải ở lại có một cái Tết đầm ấm. Những cơn mưa phùn chiều cuối năm nơi vùng biên khiến những tài xế như anh Quỳnh, anh Lợi càng mong ngóng phút giây được trở về sum vầy bên gia đình. Khép lại những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh một năm đầy khó khăn, ai cũng hy vọng một năm mới với những chuyến hàng thuận lợi và bình an. Tết đến xuân về, trong khi mọi người, mọi nhà sum vầy, thì dọc tuyến biên cương, nơi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, những người lính biên phòng vẫn đang miệt mài bảo vệ từng đường biên, cột mốc. Gác lại nỗi niềm riêng, với các anh, bình yên biên giới luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Mùa xuân về, hoa mận, hoa đào đua khoe sắc, bản làng vùng biên như bừng lên sức sống mới. Đây cũng là lúc nhiệm vụ đặt lên vai các cán bộ, chiến sĩ biên phòng nặng nề hơn ngày thường gấp bội phần. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 lại thêm một cái Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục ngày đêm căng mình, khắc phục mọi khó khăn, bám chốt, bám trạm để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, vừa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng chống tội phạm. Tết chân chốt vẫn có bánh kẹo, bánh chưng và hoa đào đón xuân. Dù khó khăn vất vả, nhưng những người lính biên phòng đã xác định trong mọi hoàn cảnh vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ bình yên biên cương để nhân dân vui xuân đón Tết. Một cái dịp Tết đã xuân về, thì trong lòng mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng nói chung, và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ biên phòng trên chốt 132 tôi nói riêng, thế là trong lòng lúc nào cũng xốn xang, nhớ về gia đình. Thế mỗi dịp xuân về như vậy. Thế nhưng xong cái việc thực nhiệm vụ tùy dịch bệnh ở trên thế giới cũng như là trong nước cũng hết sức phức tạp, cho nên mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng hiện tại bây giờ vẫn phải thực hiện bộ kép, đó là vừa bảo vệ chủ quyền biên giới vừa phòng chống dịch. Hơn 2 năm qua, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, trên tuyến biên giới Đông Bắc, những người lính biên phòng Quảng Ninh luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ kép. Bên cạnh việc tuần tra biên giới đường bộ, lực lượng biên phòng cũng tăng cường bảo vệ an ninh trên biên giới biển. Nơi đầu sóng ngọn gió, nhiệm vụ này cũng không kém phần gian nan. Chốt dưới biển nó rất là đặc thù, cho nên là rất nhiều khó khăn. Nhưng mà lúc mưa, gió, bão bùng và sương mù nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của chúng tôi. Nhưng mà xác định được cái nhiệm vụ của mình thì chúng tôi xác định được là luôn phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Xác định dịp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện những âm mưu hoạt động chống phá, các hành vi phạm tội và xuất nhập cảnh trái phép. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tết Nguyên đán năm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã duy trì 100 tổ chốt trực 100% quân số với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ dọc tuyến biên giới. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, khóa chặt các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, đảm bảo cho nhân dân được đón một cái Tết an vui, đầm ấm. Nhân dịp Tết đến xuân về, chúng tôi mong muốn toàn thể cán bộ chiến sĩ chung sức chung lòng, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, kiên quyết bám trụ, bám chốt cùng với cấp ủy, chính quyền nhân dân thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Biên giới vùng Đông Bắc của Tổ quốc, một mùa xuân mới đang về. Hạnh phúc với người dân là sự bình yên đón mùa xuân sum họp. Còn với những người lính biên phòng, Tết sẽ vui hơn, ý nghĩa hơn khi họ đang được góp sức mình cho một mùa xuân mới trọn vẹn bình yên. Thời điểm này là lúc nhiều tàu cá từ các ngư trường xa bờ tấp nập trở về bờ đón Tết và đoàn tụ cùng với gia đình sau một năm miệt mài bám biển mưu sinh. Thế nhưng vẫn có những con tàu, những ngư phủ ở Quảng Ngãi lại ngược Tết trực chỉ Hoàng Sa. Gác lại niềm vui đoàn tụ ngày Tết cùng gia đình để mà xuyên Tết giữa biển khơi. Mọi thứ đã sẵn sàng cho phiên biển xuyên Tết ở Hoàng Sa. Hôm nay, ngư dân Đặng Văn Cường, chủ tàu QNG-91374TS cùng anh em bạn biển ra khơi và sẽ đón Tết ngay trên biển Hoàng Sa. Dự tính tàu sẽ trở về bờ sau mùng 10 Tết. Giờ mình đón Tết ở sân biển thì mình phải chấp nhận thôi. Giờ mình làm biển mà,
mình mới chấp nhận rồi bấm biển, rồi ra khơi ra đổ rồi gốc đổ rồi mình cũng như là giữ đổ giữ đồ vậy cho nước Việt Nam mình. Người phụ nữ này xuống tận tàu tiễn chồng ra Hoàng Sa trước giờ nhổ neo. Tết này vợ chồng ngư dân Ninh sẽ không đoàn tụ, sum họp mừng xuân mới. Anh cùng anh em bạn biển ra Hoàng Sa bám biển, giữ đảo, chấp nhận đón Tết muộn. Anh em bọn già lớn thì để đi ra đổ đi biển ra vùng biển Hoàng Sa để bám biển. Rồi tách thì để mình đi làm xa vô rồi mình ăn tách sau cũng được. Do hoàn cảnh của mình đi làm ăn nó mưu sinh là nó phải giải, mình phải giữ biển để bám. Bây giờ mình cũng phải động viên mình là thôi bây giờ tách thì giờ nhất thì nhờ có vợ có con, rồi giờ kệ anh đi lắm đó anh đi làm rồi để bám biển. Ngược Tết ra Hoàng Sa bám biển. Rất nhiều ngư phủ ở Quảng Ngãi đang bắt đầu một cuộc hành trình vượt biển xuyên Tết, không chỉ là mưu sinh. Cuộc vượt biển và đón Tết nơi ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa còn thể hiện trách nhiệm của ngư dân trước chủ quyền biển đảo. Hoàng Sa, Trường Sa không thể một ngày vắng bóng những con tàu mang theo cờ đỏ sao vàng, những cột mốc sống giữa Biển Đông, vốn đã truyền nối tự nhiều đời.